thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay là một cái video giải đáp thắc mắc cho rất nhiều những độc giả về vấn đề kiếm tiền ở trên mạng hay kiếm tiền đa cấp và lừa đảo là như thế nào. Ok, có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là anh ơi, ở cái hệ thống này, hệ thống A, hệ thống B, hệ thống C, hệ thống D có lừa đảo hay không? Nó phải là đa cấp lừa đảo được lấy tiền của em hay không? Rồi nhiều người rủ em tham gia Skyway, rồi Edu Network, rồi hệ thống Golden Time, hệ thống Aladdin này nọ. Anh cho em cái đánh giá. Tôi thì không thể dành thời gian để mà trả lời tất cả các bạn. Nhưng mà dạo gần đây khi mà tất cả những sự thật được phơi bày, tôi đã inbox cho những bạn đó, tôi nói là đây là những hình thức đa cấp biến tướng và các em đừng tham gia. Nhưng mà mọi người cứ hỏi tôi là tại sao Skyway này nọ có phải là cái này cái kia không, tôi không cần biết. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm một cái video để giải đáp tất cả những thắc mắc cho các bạn và để cho các bạn phân biệt được là người ta kiếm tiền từ lừa đảo là như thế nào. Và thực sự với các bạn rằng đây là cái kiến thức tài chính rất a bờ cờ, rất là cơ bản, vỡ lòng mà các bạn muốn tham gia vào thị trường tài chính. Nhưng bạn muốn tham gia vào kinh doanh, và đặc biệt là những người mà thực sự mong muốn giàu có, đặc biệt là những bạn trẻ ha, những người bạn trẻ hoặc là những người có người thân là người già ở quê, cần phải nắm bắt và hãy chia sẻ cái video này với lại những người mà trẻ tuổi này, hoặc là những người ở dưới quê, những người mà hiện nay đang chưa biết là những hình thức này là hình thức gì, tại sao loại như vậy, để tránh nó ra, tránh xa nó ra, các bạn hiểu không? Tránh xa tất cả những cái con hủi này ra, bởi vì không thì các bạn vừa tiền mất tật mang, các bạn kiện củ khoai. Thế thì công an vừa rồi mới vào tháng 8 vừa rồi mới ra cái quyết định là bắt khẩn cấp lãnh đạo tập đoàn đa cấp Golden Time Cà Phê. Thì trong một thời gian ngắn nhá các bạn nhá, để tôi đọc lại cái lịch sử cho các bạn, tôi sẽ nói các bạn là vài những sự kiện này xảy ra tôi thấy rất là đáng thương cho những người tham gia vào hệ thống này. Và thực sự với các bạn là còn nhiều những hoàn cảnh như thế nữa đang xảy ra ở các tỉnh lẻ. Hồi xưa oánh ở Hồ Chí Minh, bây giờ chúng nó giạt ra ở hồi xưa oánh ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, thì bây giờ chúng nó giạt ra ở tỉnh rồi. Thì tất nhiên thì tôi cũng chả chỉ trích cái gì, nhưng mà tôi muốn làm cái video này để cảnh báo các bạn. Tất nhiên nha, thì cái Golden Time Cà Phê này thì bây giờ là Bộ Công an họ đã khui ra rồi. Thế thì tôi rất là lấy làm empathize, tức là cảm thấy nó có một cái gì đấy rất là buồn. Bởi vì là trong một thời gian rất ngắn mà cái tập đoàn này nó có thể lừa được khoảng 400.000 người ha các bạn ha. Lừa 400.000 người đầu tư vào cái hệ thống này, mỗi người là chỉ có khoảng độ tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi tham gia đóng cọc thôi. Thế nhưng mà lừa được 400.000 người, con số tiền rất là kinh khủng các bạn ạ. Thế thành thử ra là khi mà Bộ Công an họ đã ra cái quyết định là bắt khẩn cấp một số lãnh đạo của tập đoàn Thời Gian Cà Phê Vàng, Golden Time, thì toàn bộ tất cả website, sàn giao dịch, nội bộ công ty này đã khóa, và các nhóm xã hội trên group, trên Facebook, hàng ngàn thành viên, hàng chục ngàn thành viên cũng bị xóa. Và các bạn biết là trên báo nói là 290.000 thành viên, mà thực tế ra thì nó lên tới 400.000 người theo VTV1 là đã đăng thông tin ở trên bản tin tài chính. Rồi công ty chia thưởng từ 0,5 đến 10% khi giới thiệu thành phố nếu đạt doanh số 1 tỷ đồng, tức là đại khái là lừa được 1 tỷ đồng từ những cái hệ thống đa cấp ở phía dưới. Nếu mà lừa được 5 tỷ thì lên làm giám đốc kinh doanh, cái kiểu thế, lừa, dùng thẳng cái từ lừa ha. Và tôi không nói tên cụ thể của cái từng người này, bởi vì các bạn có thể đọc trên báo. Rồi thêm một cái nữa, đó là mấy gần đây thì mọi người cứ hay nói cái đùa là vuốt đèn ra tiền ấy. Cái ứng dụng My Aladdin ấy, Công an tỉnh Bình Phước thì cũng cảnh báo là cái hoạt động của cái hình thức này là hoạt động đa cấp lừa đảo. Đấy. Và theo đó thì cái ứng dụng My Aladdin là ứng dụng chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Và bản chất của Aladdin, My Aladdin là hoạt động không tạo ra các sản phẩm dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu hoạt động theo mô hình Ponzi. Thì mô hình này tôi nói với các bạn rồi là mô hình lấy của người sau trả cho người trước. Đấy, thì khi mà không có thể người tham gia hệ thống nữa thì hệ thống sẽ sụp đổ và rất khó để lấy tiền lại. Thì cái này là Công an tỉnh Bình Phước họ cũng đã cảnh báo và họ đã đăng tải rồi ha. Và tôi thì tôi không có nói với các bạn là cái này nó là cái gì nữa, bởi vì các bạn hoàn toàn hiểu được, các bạn có thể search trên mạng đấy.
chẳng hạn như là cái mô hình này là cái gì, đồng gem ngọc và điểm trong app My Aladdin là cái gì, rồi những ứng dụng, những người nào là người mua sắm, chủ shop, nhà đầu tư, rồi người xây dựng hệ thống, rồi kết nối này nọ, các loại chia sẻ tiền các thứ, tiền đến từ đâu vân vân, các dự án website này nọ thì về cơ bản nó không có thật, cho nên là nó lừa đảo. Thì bây giờ tôi sẽ nói với các bạn các cái lý do tại sao chúng ta có thể phân biệt được cả My Aladdin lừa đảo này, rồi hệ thống của Gold Time cà phê lừa đảo, hay là các bạn sẽ thấy rằng là vừa rồi có cái vụ của Thái Luyện bất động sản lừa đảo, hay là một số các cái chuyên gia bất động sản kiểu nói mục tiêu tỷ phú đô la nó rất là xa vời đấy ha, ở Việt Nam. Rồi cái hệ thống mà tất cả những cái hệ thống mà với cái mục tiêu rất là xa vời, kiểu tôi sẽ là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, hét hò, rồi quyết tâm này nọ. Ở tôi thì tôi nói thật với các bạn là tôi dị ứng mấy cái chuyện đó, bởi vì ngay cả trong các cái lớp mà thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi, hay là trong lớp công phu chứng khoán, chúng tôi đặt mục tiêu nó thực tế, và thứ hai là chúng tôi chả bao giờ dạy học viên của mình đứng lên hét hò. Còn một số các bạn bảo là tại sao em cũng thấy trong lớp học của anh ấy cũng có hoạt động mà nhảy múa các thứ, tôi bảo là nhảy múa là bởi vì sao, bởi vì nó làm cho cái máu của mình ấy nó vận động, và cái cơ thể mình nó vận động, và chúng tôi học với cường độ rất cao, tôi phải vận động để chúng tôi có thể tiếp thu được kiến thức nha. Chứ không có cái câu chuyện là bắt các bạn phải mua cái gì ở trong cái lớp học của tôi, chứ chả bắt các bạn mua phải mua cái gì cả đấy, các bạn mua mua không mua thôi, giống như tôi vẫn hay nói các bạn ấy, chả ai mua không mua thì tôi vẫn cứ cảm ơn các bạn đến, các bạn trả tiền và nghe được kiến thức, không có lớp phễu phiếc này kia. Nói lan man chút, nhưng để nói với các bạn rằng là những cái hệ thống kiểu dạy học xong rồi miễn phí, tạo phễu cho các bạn vào, sau đó thì người ta bắt các bạn mua những gói này gói kia, tôi nghĩ đấy là hoạt động lừa đảo, là 100% là lừa đảo. Hai nữa là họ bắt các bạn mua cổ phần của các cái công ty họ lập ra, kể cả sàn giao dịch bất động sản hay là cho thuê này nọ, tất cả mọi thứ là tạo phễu hết. Tôi thì vốn không có làm trò đó. Tôi nói thật với các bạn là tôi chúa ghét cái chuyện mà lừa đảo, mà kiểu dạng lớp học miễn phí. Đối với tôi, ai đến với tôi, các bạn muốn học tôi, các bạn thấy có kiến thức, muốn học thiết kế cuộc đời thịnh vượng hay là công phu chứng khoán, làm ơn pay, ok, làm ơn trả tiền cho những cái gì bạn học, không có miễn phí, và đời này không có gì miễn phí cả. Các bạn phải trả, dù tiền nó là ít hay nó là nhiều, nhưng mà các bạn đã trả thì các bạn có nghĩa vụ là tiếp thu kiến thức, và các bạn sẽ sót tiền. Và khi các bạn sót tiền thì các bạn học đến nơi đến chốn, và tôi sẽ cảm thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt và thái độ học tập của các bạn, và tôi sẽ truyền thụ kiến thức của tôi dành cho các bạn, chứ không bao giờ có cái câu chuyện là lớp miễn đến thì cứ miễn phí, học thì học, về thì về, chơi thì chơi, chửi thì chửi, không, không có cái chuyện đó ha. Kể cả các bạn tham gia meetup của tôi vẫn nói các bạn rằng các bạn phải đóng 200.000 à 120.000 để mời tôi một ly cà phê tượng trưng ha. Dù đó tôi có thể làm miễn phí các bạn, nhưng tôi không muốn làm miễn phí. Các bạn thích thì đến mời tôi một ly cà phê, không thì thôi đi về. Thì nói về cái lừa đảo là gì, là người ta, tại sao chúng ta lại phải phân biệt được cái chuyện đó. Đầu tiên, cái dấu hiệu đầu tiên của tất cả dự án lừa đảo đó là cái việc quảng cáo rất là rầm rộ. Các bạn có thể thấy một điều là các hệ thống này nó dùng các hình ảnh, nó lên báo Nhân Dân, nó lên HTV, rồi nó lên VTV. VTV thì tôi không biết, nhưng mà ví dụ lên HTV, lên đài truyền hình địa phương, lên báo này báo kia, và dùng hình chụp đó để mà quảng cáo, chạy Facebook ad, chạy YouTube ad cho tất cả những cái loại hình như thế. Thì bạn chưa biết cái gì, tôi không nói là quảng cáo là lừa đảo, nhưng mà cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể nhận ra đó là họ quảng cáo rất lừa đảo. Xin lỗi, quảng cáo rất là rầm rộ. Cái hình thứ hai đó là gì? Loại hình nó cũng quảng cáo nhưng mà dỉ tai nhau, kiểu trên các group Facebook hay là group của các diễn đàn thì dỉ tai nhau, tao nghe cái này kiếm lợi nhuận là 10% một tháng. Mẹ tôi bảo giết người. Nhưng vấn đề là tao nghe mày tham gia vào đây đi, đầu tư vào đây 10 triệu, mỗi tháng có 1 triệu. Mỗi tháng 10% 1 triệu ngon quá, đầu tư 10 triệu có 1 triệu tháng tiêu. Ủa, đấy họ dỉ tai họ nói giống như kiểu các cái giáo phái ấy, làm những cái chuyện là dỉ tai để truyền thông và quảng cáo. Đấy là hai cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta nhận biết. Thứ ba đó là lãi suất phi cao hơn thực tế, tức là phi thực tế, cao hơn thực tế rất nhiều. Đây là một cái dấu hiệu quan trọng nhất, đó là những dấu hiệu lừa đảo. Tôi nói các bạn này như này này, các bạn nhìn hãy xem lại cái video mà đừng gửi tiết kiệm cho tôi. Video đấy bây giờ hơn 1.1 triệu view rồi.
Cảm ơn các bạn đã lan tỏa. Và dĩ nhiên thì nó phải có lý thì người ta mới lan tỏa cái đó. Nhưng mà cái quan trọng đó là gì? Các bạn nhận ra được một điều, đó là gửi tiết kiệm ở các nhà băng lớn ở Việt Nam hiện nay lãi suất là dưới 6% một năm. Đấy, cho kỳ hạn dài thì các bạn có thể đạt được khoảng 6% một năm, nhưng mà kỳ hạn dưới 12 tháng bây giờ thì có 6% một năm. Thế vậy bạn cướp, bạn giết người à? Bạn cướp của à? Hay sao mà bạn có thể có được 30%, 35% một năm cam kết? Ai là người cam kết cho bạn lãi cao? Người cam kết lãi cao bảo 35% một tháng, à một năm, 30% một năm lấy đâu ra mà trả cho bạn? 3% một tháng ngang với lại cầm đồ, đúng không ạ? Ngang với lại thậm chí lãi suất mà tín thẻ tín dụng ấy. Tôi có một lần chia sẻ về cái các bước để tự do tài chính, tôi nói các bạn là ngưng xài thẻ tín dụng chỉ bởi vì nó mang lại cái tín dụng cho bạn, ngưng vay tiêu dùng ha, mà các bạn chỉ dùng thẻ tín dụng để mà cho phục vụ cái mục tiêu, mục đích đó là tiện lợi mà thôi. Thế thành thử ra các bạn thấy rằng là nó hứa nó trả cho các bạn 30-35%, tức là khoảng 3% một tháng. Nó là cái thứ cực kỳ vô lý, bởi vì thẻ tín dụng nó cũng chỉ là 27%, 24-28% một tháng mà thôi. Thẻ tín dụng là thứ làm cho các bạn lỗ kép và nghèo đi nếu các bạn trả một cách tối thiểu, tức là ví dụ mỗi tháng bạn xài nó là 20 triệu hay 10 triệu, bạn chỉ trả 10%, tức là 1 triệu hoặc 2 triệu bạn không trả hết, thì cái phần mà bạn vay của nó là vay ngân hàng á, là 10 triệu 20 triệu này bạn phải trả lãi, không phải là cái phần mà bạn chưa trả nhá. Bạn trả đầy đủ cái phần mà 10 triệu 20 triệu đó với lãi suất là 24% cho đến 27-28%. Thế thì còn cái bọn nó hứa là 35%, có nghĩa là 3% một tháng, 36% một năm. Đó là một hoạt động mà cam kết phi thực tế, phi thực tế, chứ đừng nói rằng là nó thực tế. Rồi các bạn cũng thấy một điều là gì? Cái chứng khoán ấy, nếu mà chúng ta đầu tư giá trị, chúng ta mua được cái thời điểm, tôi không thích dùng từ đầu tư giá trị, tôi thích dùng cái từ gọi là kinh doanh lâu dài đi. Nếu các bạn mua tốt, giá tốt, thì một năm các bạn kiếm được khoảng 15-20% là các bạn giỏi à? Còn nếu ai mà kinh doanh mà người ta gọi là kinh doanh cổ phiếu ngắn mà lướt lát giỏi thì kiếm được khoảng 20-25% trên số tiền lớn. Thậm chí có một số bạn kiếm được 30-40% trên số tiền nhỏ, 50% trên số tiền nhỏ đi. Đấy là bạn phải có kỹ năng và bạn phải va đập với thị trường rất lớn rồi bạn mới kiếm được số tiền đấy, đúng không? Lãi ngân hàng 6%, trái phiếu bây giờ hạng A cũng chỉ là 10% một năm, đúng không? Rồi thẻ tín dụng cũng chỉ là 24-27% một năm, mà các bạn thấy nó hứa các bạn nó trả là 30-36% một năm. Có những thằng trả 50% lợi nhuận một năm, 100% lợi nhuận một năm, thì nó lấy tiền đâu, nó phải đi lừa thằng khác để mà trả lãi cho bạn chứ. Về bản chất của mô hình lừa đảo nó là gì? Là Ponzi. Ponzi là cái mô hình kim tự tháp ngược thế này này, à kim tự tháp này. Những cái thằng đến sau là những người đến sau sẽ phải là gì? Gom tiền để trả cho người đến trước. Nó là mô hình hụi đấy. Hốt hụi, hốt bắt họ ấy. Ở miền Bắc là bắt họ, thế còn ở miền Nam nó gọi là hốt hụi. Cái mô hình là gì? Nó chả sản sinh ra cái gì cả, bởi vì cái người chủ hụi cầm cái tiền của người khác, đơn giản là giữ. Họ thu phí là khoảng 2%, 3%. Đấy là người có tâm ha, người ta thu cái phí quản lý. Thế còn cái người cục mới thì đóng tiền vào để trả cho người cũ. Cái đó tốt ở cái điểm là nếu trong trường hợp mà một cái nền kinh tế yếu và trong một cái nền kinh tế không mở, không có hoạt động ngân hàng, thì cái hụi hụi gọi là hụi đen hay là hốt họ, họ đen ấy, là họ tạo ra có những người uy tín, người ta gom tiền để mà có người giả sử như một số tiền lớn là vài trăm triệu, 500 triệu, thì không có tiền một lần, thế thì người ta mới tập hợp cho khoảng độ tầm 100 người ha. Mỗi người góp một ít thì phân bổ nhau ra là mỗi người một tháng góp 5 triệu vào, thì cứ một tháng là có một người lấy cái 500 triệu đấy một lần, 100 tháng thì xoay vòng đủ 100 thành viên. Thế nhưng mà những người chủ hụi tham á, là người ta sẽ ôm tiền, người ta không trả, không cho ai bốc bắt họ đấy, và người ta đem tiền người ta đi, người ta bỏ chạy mất. Đấy thì rất nhiều chỗ đã bị bẻ cái bắt họ rồi. Thì tôi cũng nói là về bản chất của nó là cái mô hình Ponzi, là cái người sau, cái thằng sau này nộp tiền để trả cho thằng ở phía trên mình, tức là nuôi cái hệ thống đa cấp ký sinh trùng. Đấy, thì cái dấu hiệu thứ ba mà các bạn có thể nhận diện đó là những người mà lãi suất phi cao thực tế là những lời hứa của nó ha. Tôi tên Nguyễn Hoàng Thị Tiên, đang là sinh viên năm nhất, và tôi khẳng định mình sẽ kiếm được 1.000 USD mỗi tháng. Và thành phần tham gia thứ tư của cái lừa đảo này là gì? Thật với các bạn,
là bạn nhìn vào trong cái hội thảo của những thứ mà đa cấp này, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều tầng lớp sinh viên, học sinh và những người già, những người ở tuổi hưu. Hiện nay có một thứ mà chúng ta sẽ thấy rằng là những người nội trợ, những người già và học sinh viên học sinh có cái tư duy là mong muốn làm giàu nhanh, tiền ít thì lại mong muốn làm giàu nhanh, luôn luôn có một con đường gọi là hacking. Hack tức là con đường tắt, shortcut để đi đến cái cuộc đời và nghĩ là mộng tưởng. Sau khi đọc vài cái cuốn mà về mindset, tức là về tư duy, chẳng hạn như cha giàu cha nghèo, đọc rồi hét hò các kiểu, mong muốn chuyển từ góc phần tư thứ nhất thứ hai sang bên phải, chứ không biết làm gì thì tham gia vào đa cấp, thấy nó bảo là thôi bây giờ mời mua hàng, mày sẽ được 10% tháng, về nhà tính cua trong lỗ, bảo mẹ đầu tư cho 50 triệu mỗi tháng được 5 triệu 10 tháng, tính cua trong lỗ là con sẽ thu hồi vốn, rồi con sẽ giàu có này nọ, bởi vì con sẽ trở thành người làm chủ và là người kinh doanh mạng lưới của mình, chứ không phải con đi làm thuê giống như người khác. Thì tất cả những cái ảo tưởng đấy do đọc một vài cái cuốn sách, đọc chưa tới nơi tới chốn. Tôi không nói các bạn là những cuốn sách đấy là cuốn sách sai lầm, nhưng tôi nói các bạn là nó là những kiến thức chất A và C rất cơ bản về đầu tư mà thôi. Nó chỉ là cái nền tảng. Cái quan trọng nhất của nó là how, làm thế nào, thì nó đấy giải thích cho các bạn. Nó không làm, nó không giải thích cho các bạn, nó không nói với các bạn là công cụ và kỹ năng cần là gì. Bố sinh viên học sinh mà ảo tưởng á, ảo tưởng sức mạnh là chuyện bình thường. Tôi thì cũng đã từng ảo tưởng sức mạnh, cho nên tôi nói cái vẻ mặt rất là đau khổ. Và tôi cảm thấy rằng là tôi cũng đã từng thế. Tôi chia sẻ với các bạn, nói thật với các bạn, và dừng lại và nói chuyện một chút xíu là cái chỗ này là loa như thế. Đã từng ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình ra trường cái là kiếm một đống tiền ngay. Mẹ phải kiếm được một cái công việc nào đấy là có người trả cho mình lương cao ngay, hoặc là không thì mình ghét sếp, mình phải ra ngoài mình khởi nghiệp ngay. Bởi vì sao? Bởi vì kiếm tiền lương chậm quá. Đấy, xong rồi tham gia mạng lưới đa cấp, thấy chúng nó bảo là kiếm ăn được hay nhảy vào. Về nó bảo phải mua hàng khoảng 50 triệu thì về thuyết phục mẹ, bây giờ mẹ phải khóc lăn khóc lóc rồi giận tới giận lui ông bà già để kiếm được gọi là bòn tiền ấy. Ở miền Bắc nó gọi là mót tiền của ông bà già, bòn tiền ông bà già, hoặc là giận ông bà già, nói ông bà già là không ủng hộ ước mơ của con rồi này nọ, để mà voi cái tiền đấy lên mẹ đưa vào đa cấp, nó lừa bố mất. Cái đấy là thế xảy ra, bạn bè tôi chứng kiến đầy. Cái này là có, ai cũng là một thời trẻ trâu nông nổi, nhưng mà phải chia sẻ với các bạn để các bạn có thể sẽ bỏ cái tư tưởng đấy đi. Thực ra thì tôi hay nói với bạn rằng là gì, người thông minh là người học từ cái sai lầm của mình, còn người thông thái là học sai lầm của thằng khác. Tôi chia sẻ một sai lầm của tôi, những bạn của bạn tôi, của những người tôi quan sát thấy cho các bạn. Các bạn chỉ cần coi cái video này thôi là các bạn đã học được cái bài học sai lầm rồi. Đích cần phải trải qua cái câu chuyện là xin lỗi nói hơi bậy tí, bởi vì hôm nay bức xúc về cái câu chuyện là tại sao dễ thế mà bị lừa nhá. Bức xúc nói về gần Tết lễ rồi, ngồi nghe tí, lâu lâu nghe ông Thái đánh đá chút xíu, Thái Phạm đánh đá tí nhá. Thì đấy, tôi bảo rồi là người thông minh có thể học sai lầm rồi mình rút ra cái bài học, mình ghi vào bài học. Nhưng có những thằng mà còn không thông minh ấy, là thậm chí là sai lầm lặp lại, lặp đi lặp lại mấy lần, cứ bị lừa nhiều lần. Thì thôi cái loại đấy không nói. Còn người thông thái là học cái sai lầm của người khác, nghe cái video này tự rút ra và tự thấy rằng là à, chết rồi, đây là một số dấu hiệu cái này, tự biết phân biệt mà nói rằng là đây lừa đảo, đừng tham gia vào, cho nó lành. Thế nó đơn giản cuộc đời nhá, đúng không? Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện như thế rồi. Thế về bòn rút tiền ông bà già xong rồi cũng mất. Mất rồi xong mua hàng của tập đoàn đa cấp, góp tiền bị nó giật. Quá nhiều những cái thứ như vậy rồi. Thành thử ra là các bạn hãy cứ bình tĩnh mà sống. Các bạn trẻ cứ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm một thời gian, đi làm thuê cho người ta. Muốn làm chủ trước tiên phải làm thuê vài năm để lấy cái kiến thức, học hỏi cái hệ thống đi, rồi hãy nghĩ đến làm giàu. Đừng có ra đường Nguyễn Huệ hoặc là bờ Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây hét lên là tôi phải là trở thành tỷ phú đô la. Các bạn biết tỷ phú đô la tiền nó nhiều thế nào không? Tỷ phú đô la là cái tiền đô 100 đô đấy mà đổi ra đó là xếp được thành có tòa nhà cao nhất thế giới đấy. Nó nhiều tiền lắm, nó 22.300 tỷ ấy, Việt Nam đồng ấy, nó lớn lắm. Đừng có hét lên bởi vì nó là vất phi thực tế. Thay vì nói là tỷ phú đô la thì hãy nói tỷ phú tiền đồng là 50.000 đô đi, đúng không? Vài cái rất là thực tế như vậy.
để mà chúng ta không bị ảo tưởng bởi cái lãi suất cao. Và những người tham gia vào hệ thống này là những sinh viên, những người trẻ, những người già, những người nội trợ. Nội trợ mà xem cái video này thì cũng tự rút ra được điều đấy, đúng không? Còn tất nhiên nó không có giấy phép hoạt động của nhà nước là cái dấu hiệu thứ 5. Thì nói thật với các bạn rằng là cái việc mà nó không có giấy phép này các bạn rất khó để check, bởi vì nó có thể làm giả giấy phép. Thì các bạn muốn check thì check, nhưng mà chỉ 3-4 cái dấu hiệu kia là cũng bắt đầu thấy rằng là nó lừa đảo rồi. Rồi tôi thấy một cái nữa là nó đánh vào lòng tham của con người. Nó bảo là miễn phí. Tôi nói rằng hội thảo chả có gì miễn phí cả. Những hội thảo miễn phí là những hội thảo mà một là lùa gà, hai là nó phải có cái thằng tài trợ cho nó. Các bạn nếu mà đến một cái hội thảo về khoa học, hội thảo gì miễn phí là bạn phải kiểm tra lại là ai tài trợ giải là cái này. Bởi vì kinh phí tổ chức hội thảo, một là ban tổ chức phải bỏ tiền ra, đúng không? Hai là phải có phép có tài trợ. Nếu có tài trợ thì ok, cái hội thảo đấy ngon. Còn nếu không có tài trợ chắc chắn nó muốn bán cho bạn cái gì đó, đúng không? Nó gọi bạn lên nó bán cho bạn một cái khoa học cũng chết tiền. Đấy. Tôi giống như tôi nói với các bạn là tôi không có làm trò đó. Nào, muốn học trả tiền đi học, không học không trả tiền. Thank you. Tôi là theo văn hóa Mỹ, no money no honey, ok? Không tiền thì không có tình yêu. Ở đây nói thế cho vui, chúng tôi sòng phẳng. Bởi vì các bạn trả tiền thì các bạn phải được phục vụ tốt nhất, và tôi làm được điều đấy. Nhưng mà nếu các bạn đến mà các bạn miễn phí rồi chê bai, tôi không thích. Tôi chả thích cái gì miễn phí, bởi vì cuộc đời tôi, thầy Alan Phan dạy tôi một câu rồi, không có bữa trưa miễn phí. Người Mỹ dạy thầy và thầy dạy lại là there's no free lunch. Tất cả mọi thứ miễn phí thì sau này sẽ phải trả phí. Và cái phí đó là cái sự ngu dốt của bạn phải trả giá bằng tiền của chính bạn, bằng sức khỏe và bằng trí, cái tinh thần của bạn nó bị sa sút. Đấy là cái dấu hiệu mà các bạn cũng phải thấy là đánh vào lòng tham con người. Và nói thật với các bạn, bọn này nó còn làm một cái chuyện nữa, một cái dấu hiệu nữa. Đó là cái câu chuyện mà nó PR hình ảnh tên tuổi nó bằng các cái việc là nó chụp với các tỷ phú này tỷ phú nọ. Tôi cũng chụp hình với người nổi tiếng, tôi cũng có PR chứ không phải không. Nhưng mà vấn đề là gì? Tôi chả bao giờ phải nói rằng là cái cậu này cậu kia, tôi chụp với Donald Trump hay chụp với ông này ông kia để mà nói rằng cái hệ thống của tôi nó tuyệt vời, không. Làm ơn đến đi thì sẽ biết. Còn dùng cái đó bình phong người ta có nói cái gì đâu. Nhiều ông bị chết bởi cái Coco Bay ở Đà Nẵng ấy, là bởi vì Cristiano Ronaldo ấy, cái người mà tôi rất hâm mộ, quảng cáo. Ủa, thì nó nhận tiền, Cristiano Ronaldo nhận tiền quảng cáo, bảo nói 15 giây, 20 giây thì được 500.000 đô thì người ta cũng phải nói chứ. Người ta bay sang Việt Nam, người ta chào, người ta nói vài câu, người ta nhận tiền, người thù lao. Nhưng người ta đâu có bảo chứng cho cái dự án đấy là dự án ngon, có đúng không? Người nổi tiếng quảng cáo chả có ý nghĩa gì nếu bạn không xác thực được. Thế thì nhiều ông chết với cái Coco Bay rồi, pháp lý không có, đúng không? Bây giờ đang gỡ pháp lý, nhưng mà khả năng tiến độ xây dựng không có, vốn của chủ đầu tư cũng chết, có ông chết mấy trăm tỷ đấy rồi. Đó lừa đảo gì? Con chuyện thái luyện nó phân chia các cái nền mình đã thấy vô lý rồi. Ở Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ làm gì có đất gì 500 triệu một nền, góp cái gì? Mẹ nghĩ phải thông suốt. Ta xin lỗi các bạn, nói hơi bậy hôm nay là nói rất là nhiều câu phải để nói các bạn rằng là tôi đánh đá, nhưng mà tôi rất bức xúc bởi vì những cái vấn đề rất cơ bản nhưng mà không nhận ra được. Thế nó rẻ đừng có ham, bởi vì của rẻ là của ôi. Cái thứ nhất là như thế. Cái thứ hai nữa là gì? Nó rẻ là có lý, nó rẻ, nó đắt là bởi có lý. Nào, nói câu chuyện khoa học, có ông bảo sao nó đắt thế? Đắt nó sắt ra miếng, đắt nó ra được tiền, đắt nó thực chiến. Còn nếu nó rẻ, dĩ nhiên là thích rẻ thì nó phải của ôi. Mà rẻ ham vào là chết, đúng không? Trong cuộc đời này chả có gì miễn phí cả, chả gì rẻ mà nó có chất lượng cả đâu. Khó lắm, trừ khi có một số rẻ chất lượng, nó hiếm, hàng đấy hàng hiếm lắm, tuyệt chủng rồi. Thế bây giờ phải xem là cái loại gì mà đất gì có 500 triệu một nền sổ đỏ, vô lý. Một cái đất bây giờ nhẹ nhàng nó cũng phải là 2 tỷ, tỷ mấy rồi, đúng không? Nhân trạch bây giờ cũng phải tỷ mấy rồi. Không sao mà mình tin đến cái chuyện đó được, vô lý như thế. Cái gì vô lý chắc chắn là phải có một cái gì đó đằng sau, tức là cái miếng format miễn phí nó chỉ có trong bẫy chuột mà thôi. Thì nó dùng rất là nhiều hình ảnh với lại các cái chuyên gia để nó cảnh báo. Thì mình phải biết cái chuyện đó, ok? Quay trở lại nói về cái câu chuyện nó hứa hẹn trả lãi cao. Đấy. Ví dụ như bạn đóng vào cái hệ thống đấy 100 triệu, mỗi tháng nó trả bạn 10%, ok đúng. Nhưng nó lấy tiền của bạn nó trả cho bạn,
Đấy, gọi là người ta trong kinh doanh nó gọi là lấy mỡ nó, dán nó. À, nó trả cho bạn 6 tháng thôi. Bạn đóng 100 triệu, mỗi tháng trả bạn 10 triệu đúng không? Mỗi tháng nó trả cho bạn 10 triệu thì nó trả cho bạn 7 tháng, 8 tháng. Đó, được. Bạn nó lấy lại được 70 triệu. Còn 30 triệu đâu, đến nên nó bỏ hết. À, giám đốc đi vắng thì bạn làm sao? Bạn chả làm thế nào được đúng không? Cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là gì? Nó rất là linh tinh và vớ vẩn. Rồi cái bọn nó không trả tiền, nó bắt bạn phải mua game rồi mua điểm rồi nọ, nạp tiền thật giống như kiểu võ lâm truyền kỳ. Nó kinh khủng, nó vớ vẩn đúng không? Còn cái câu chuyện bạn tham gia vào cái lớp học của một số ông mẹ, ông bảo là bây giờ phải làm thế này làm kia để mua hết, thuê cái bất động sản này, thuê bất động sản kia, tôi hứa tôi cam kết này nọ. Tôi bảo chả có gì cam kết, chả có chén thánh đầu tư được. Các bạn phải tự học. Nó mà có một thứ nó gọi là các bạn phải chọn lọc ra. Đi học về phải tự áp dụng, đúng không? Chứ không phải là tự dưng mà tự dưng có người đem tiền cho các bạn. Thế thì tất cả những cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu mà để các bạn có thể phân biệt là các bạn hỏi tôi Edu Network rồi Skyway hay là GoTime hay cái gì, tôi xin lỗi các bạn là tôi chả có bất cứ một lợi ích và tôi chả ghét gì những cái hệ thống này. À, tôi không ghét mà tôi bức xúc là bởi vì tôi bức xúc không phải là bức xúc họ. Họ đã lừa các bạn là một nghẽ ha. Mà các bạn, chính các bạn, tôi bức xúc với các bạn là bạn tham thì thâm. Một số sàn Forex cũng vậy, nó từng lừa các bạn ấy. Phải chọn một số sàn mà các bạn phải thấy uy tín, có thương hiệu làm ăn đàng hoàng mà nhảy vào mình làm, đúng không? Còn hệ thống nhiều người bị lừa về mua bán gọi là chứng khoán Mỹ lắm, nhiều lắm. Rồi mua đất giá rẻ ở đây ở kia, nhiều lắm. Trước khi mà trách người khác, trách mình tham và hãy dùng tất cả 6-7 cái dấu hiệu tôi vừa nói các bạn để phân biệt cái hệ thống đa cấp biến tướng lừa đảo như thế nào. Và nhớ tôi một điều là gì, những cái gì mà lãi cao vô lý phi lý so với lãi ngân hàng, lãi trái phiếu, so với hình thức đầu tư khác, ví dụ mua vàng từ đầu năm giờ vàng tăng 30%, đúng không? Chứng khoán thì cũng lắm một năm kiếm được loại tầm thường như tôi khoảng độ tầm hơn 20-30%, ví dụ thế, loại tầm thường như thiên tài khác đúng không? Tôi loại tầm thường á, vớ vẩn, loại mua 1-2 chỉ vàng chỉ thế thôi, nhưng mà đấy thì cũng kiếm chỉ tương thế thôi. Có những người thì bảo là bây giờ có thể kiếm được cao gấp đôi, tôi kiếm gấp 5 lần lãi suất tiết kiệm tôi hạnh phúc lắm rồi, còn các bạn kiếm hơn thì đấy là quyền của các bạn. Nhưng cứ thấy chúng nó bảo là cao cao 50%, 30% một năm rồi trả lãi cao đấy, nó là dấu hiệu của lừa đảo. Bởi vì tiền đâu mà trả, nó có in tiền thành lá mít được cho các bạn trả cho các bạn đâu, để mà các bạn phải thấy rằng là nó là đúng. Cái thứ hai nữa là không động đến giấy phép mà cứ cái gì nó bảo là miễn phí thì mình phải coi lại các cụ dạy rồi, của gì, của biếu là của lo và của cho là của nợ. Đấy, biếu thì mình lo vì mẹ không biết thằng kia nó biếu mình nó có ý đồ gì. Cái thứ hai là nó cho mình phải nợ nó một cái điều gì đấy. Chả có gì miễn phí à. Các cụ mình phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam đâu. Các cụ dạy hết rồi, chẳng qua là chúng ta không học thôi. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ngữ pháp Việt Nam mình hay lắm và có nhiều cái ẩn ý trong đó lắm. Cho nên là mình nói là của cho, của biếu, của lo, của cho là của nhận. Vừa rồi chúng ta thấy một số các ông tham quan ấy, bị trước đại hội đảng, tôi không bàn về chính trị nhưng mà cũng bị xử. Thì cũng vấn nạn cuối cùng vẫn là nhận của biếu. Tham, cái chữ tham là quan trọng lắm. Biết đủ là đủ. Ai làm quan mà chả giàu, ai làm quan thanh liêm ít lắm. Mình cũng biết chuyện đó. Quan thì như này thế kia, nhưng mà vấn đề là mình là chừng mực nhất định họ làm được việc. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta đừng bị cái tham mà che mờ mắt đi. Và nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta bị lừa. Thế đó, một vài cái dấu hiệu nhận định như vậy. Và đừng có inbox tôi, hỏi tôi một lần nữa về anh ơi cái này thì thế nào, cái này có phải là đa cấp biến tướng hay không. Tôi làm video này trả lời một lần luôn hả? Đừng inbox làm sao không thèm trả lời đâu. Bởi vì là sao, mất thì giờ. Bởi vì tham thì cứ hỏi, tham thì thôi thì còn cứ hỏi, không biết thì hỏi, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng mà tôi đã làm rồi thì phải xem. Lần đầu tiên thấy bức xúc như vậy trước lễ là bởi vì thấy nhiều người bị lừa quá, vẫn đang bị lừa.
Nhiều ông nhắn tin cho tôi bảo anh ơi em chót mẹ mất mấy chục triệu đây. Và tôi bảo tôi chết rồi, nó lại mất tiền. Nhưng mà mình phải làm một cái. Mà thực sự tôi chả thích bóc phốt ai cả. Nhưng mà tôi nói chung chung đấy đó. Để mà biết rằng là gì, hãy tránh xa các hình thức lừa đảo này. Ok. Nếu thấy video này hữu ích, làm ơn like cho cái nút like hiện lên màu xanh là xanh ra trời ấy, để cho tôi có thêm động lực làm video thiết thực cho các bạn. Thấy video này hay, share cho những người ở dưới quê, những người trẻ để người ta xem, người ta tránh ra, tránh xa cái lừa đảo đấy ra, được không? Và nếu bạn thích tôi, thấy những cái thông tin của tôi cung cấp là bổ ích thì subscribe, nhấn vào cái nút chuông để cái channel Thái Phạm khi mà có video mới, bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả người khác. Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm trong video này. Và thực sự là xin chúc các bạn có một cái lễ mùng 2 tháng 9, một ngày Tết độc lập của toàn bộ cái dân tộc này, một ngày mà chúng ta có quyền tự hào về một cái đất nước tự do dân chủ, và chúng ta rất yêu cái tổ quốc, một cái người, một tổ quốc Việt Nam mà chúng ta, tôi không biết là chính trị như nào, nhưng tôi rất yêu tổ quốc của tôi, bởi vì tôi là người Việt Nam. Có 1000 năm nữa thì tôi vẫn là người Việt Nam và tôi yêu tổ quốc tôi. Và tôi hy vọng rằng là các bạn cũng nói được một cái câu, đó là các bạn yêu tổ quốc của bạn. Tôi đã đi khá là nhiều nước trên thế giới rồi, nhưng mà nói thật với các bạn là không có gì sướng hơn là công dân của nước tự do và độc lập. Và chưa bao giờ thấy rằng là mình ngừng yêu Việt Nam đến vậy. Và nếu bạn xem video bạn thấy tương đồng với điều đó, hãy nói tôi yêu Việt Nam và chào mừng Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.